Đây các bác, Dạ. hôm nay thầy Bảo Lâm sẽ giới thiệu cho các bác về cái dây này, một loại dây có công dụng rất tốt trong việc điều trị xương khớp. Cái dây này là cái dây này đây, đó, đá của nó đây nhé, các bác nhé, nó là dây, lá nó đây, đây. Thầy Bảo Lâm sẽ lấy độ nét cho các bác xem về lá của nó, cành lá của nó. Đó. Đó. Đây là một cái cành lá của nó đây nhé. Đó. Đấy. Mọc từ thân ra. Đấy. Cành đây. Mọc từ thân. Thân dây ra. Và cành lá của nó, mỗi cành mọc đối nhau đấy, bên này lên đây lại sang đây, dây của nó đấy, đó đây là lá của nó đấy. Mỗi cành nó ra bằng, mỗi cành mọc từ thân ra thì ra nó cũng ra một cái cành lá đấy. Đó, đều mọc đối nhau sau le đi. Đó. Lá nhẵn không có răng cưa, lá màu xanh lục. Dây này thì thầy Bảo Lâm giới thiệu với mọi các bác biết là tác dụng về xương khớp, chữa lá của nó chữa thoát vị đĩa đệm đau lưng, là lấy lá này đấy, lá về giã nát và để đắp cùng với một số vị thuốc, vị lá khác, vị thuốc khác nữa, là đắp rất hiệu quả. Đang đau lưng chỉ đắp hôm nay và ngày mai là thấy thuyên giảm rõ rệt luôn. Đó. Còn uống thoát vị đĩa đệm thì lấy cái dây, cả dây và lá cùng với các vị thuốc đau lưng khác. Còn chữa về gãy xương thì lấy cái lá non này, đây lá non của nó đây, ngọn non của nó là có màu đỏ nhé, đấy. Đấy, lá non của nó đây ạ. Đó. Đó. Ngọn nó đây màu đỏ nhé, ngọn non nó lên ấy, lá non đấy, dây dây non đấy là màu đỏ. Đó. Đấy. Dây non, cành non của nó đấy. Đấy. Khi bị gãy xương là lấy cái lá, cái dây, cái những cái ngọn non như thế này về giã cùng với vỏ cây gạo và lá cây mua lông, hay gọi là cái mua trâu đấy, và lá rau ngót nhà cùng với củ nghệ vàng nữa là đắp rất hiệu quả và tác dụng rất nhanh cho trường hợp bị gãy xương, như gãy tay, gãy chân, gãy xương đấy. Còn nữa là cây này chữa đau nhức xương khớp, đau trong xương rất tốt. Khi mà bị đau trong xương, đau nhức trong xương ấy, đau nhức trong xương ấy thì lấy cái dây này. Đấy. Cả lá cả cây này về băm sắc nước uống. Uống nước uống. Với liều lượng là 100 g cái dây này, cả lá cả cả dây cả thân, sắc nước uống, sắc với 1,5 lít nước uống sắc còn lại, cho nó sôi còn lại 1 lít uống trong ngày, và lấy lá về giã và tẩm với rượu để đánh gió ở cái chỗ khu vực bị đau nhức đó, rất hiệu quả. Nên là đặc biệt của nó là như vậy. Thì
Hảo Lâm giới thiệu mọi người về cái tên của cái cây này ấy, thì thầy Hảo Lâm được sử dụng và được dạy lại và được sử dụng rất hiệu quả, nhưng tên cây thì theo sách thuốc thì thầy Hảo Lâm chưa tìm thấy, nhưng tên của người truyền của dân tộc truyền đạt lại cho thầy là dân tộc Dao, người ta truyền đạt lại thì chỉ dạy cho thầy Hảo Lâm ấy, thì nó chỉ gọi là cái dây, gọi là cái dây này là dây đau nhức xương khớp, đau nhức xương, gọi là dây đau nhức xương, chỉ gọi là như thế thôi. Ở đây người ta cũng toàn gọi là dây đau nhức xương, nhưng rất ít người biết đến dây đau nhức xương là như thế nào. Thì đây chính là cái dây đau nhức xương hôm nay thầy Cảo Lâm nói đến cho mọi người, là cái dây này. Như tên cụ thể thuốc theo địa phương hay là theo trong phạm vi nhân dân thì thầy Cảo Lâm không biết tên của nó là gì, vì đây là bài thuốc của dân tộc nên là chỉ gọi là của cái bài đặc trùng của nhà dân tộc người ta, người ta chỉ gọi là dây đau nhức xương, dây dây đau xương, đau nhức xương chứ không phải dây đau xương khác nhé. Đấy. Chia sẻ cho mọi người biết về cái dây này đó, thì là nó, mọi người có nhìn thấy rõ không? Ai biết tên cái dây này thì bình luận và chỉ giáo giúp thầy Hảo Lâm nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị trong cái video tiếp theo.